Rồi ok, xin chào tất cả mọi người đã quay lại cái video tiếp theo của mình Mình là tục đây, ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký Để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình, ok dạ Thì đến cái video này thì mình lại hướng dẫn anh em chơi cổ kéo cờ Clam nhận miễn phí, hoàn toàn miễn phí một triệu đồng mcf này đấy như các bạn thấy đây thì yêu cầu ai này được chưa thì con này thì là nó sẽ lít sàn ban ke sổ được đấy vào 12 ngày nữa 12 ngày 5 giờ nữa đây thì các bạn có thể thấy là cái số dây số giờ đang nhảy ngược về tới ngày gọi là lý sản của nó tức là rơi tầm 12 ngày nữa được chưa thì kèo kèo thơm đấy anh em cố gắng làm thì bảo là nó gọi là nó miễn phí thì không phải thì anh em phải mất phí ga phí mạng đấy con này chạy trên nền tảng smart trên bây giờ bnb bây giờ thì anh em phải mất 0.335 năm ấy. mình vừa làm 0.35 ba tức là rơi tầm mấy nghìn mấy, mấy nghìn thôi bây giờ mấy nghìn việt nam đồng thôi quá là nhỏ được chưa như thể loại kèo như vậy thì nói thật là mình nghèo nghèo thật đấy nhưng mà nghèo cũng phải để cho con thị để học ok dạ rồi anh em kích vào đường link dưới phần mô tả nó ra cái giao diện như vậy được chưa đó thì năm anh em bảo hỏi làm sao mà nó kiểu là em đi tuyển red ấy, thì uh, tuyển red ở chỗ nào như những, những thử lại kèo như vậy thì tuyển red ở chỗ nào thì mình xin nói luôn này được chưa anh em cứ kéo xuống phần kéo xuống phần này cho mình kéo xuống đó cứ kéo xuống là nó có cái phần dán uh, địa chỉ bnb này, này, mình kéo xuống thì sợ mạng nó loát thôi được chưa? đây đây, các bạn có thể dán địa chỉ uh, nhận link giới thiệu để các bạn dán địa chỉ BNB này, BEP 20 này. Các bạn dán vào đây và nhận link kết giới thiệu thì nó xuất hiện ra thôi. Rồi quay về chủ đề viết chính nào. Rồi. Các bạn kích vào đường link dưới phần mô tả này nó ra giao diện về thì bạn không được làm luôn. Bây giờ các bạn kích vào đây cho mình như cái video vừa rồi mình đăng ấy. Bây giờ kích vào đây cho mình để sao chép ăn Rồi. Thì hiện như vậy thì bạn kích lại kích vào quần vở cho mình. Đơn giản không? Đó, rồi các bạn quay xong phía trước cho mình. <laughs> đây phía trước của mình này ờ, các bạn sẽ ấn vào phần đát cho mình đó. rồi. các bạn sẽ dán trực tiếp vào đây cho mình nha y hệt cái uh, video vừa nãy mình đăng ấy rồi các bạn ấn hoàn tất cho mình rồi các bạn sẽ chuyển đổi mạng cho mình là mắc trên nhá bnb đấy bnb đấy cho smart trên cho mình ok dạ Thời chờ nó ngon một tí rồi quả kèo này quả kèo ngon này anh em cố gắng nhá đó thì nó hiện lên thì giao diện nó bằng tiếng anh hết không dịch sang tiếng việt được chưa rồi anh em sẽ ấn vào cờ làm cho mình đó mình mình vừa cờ làm thì mình cờ làm phát nữa cho, cho nó uy tín nữa, được chưa đó thì nó xuất hiện này là xác nhận giao dịch Đấy, thì mình cờ làm chấp thuận cho nó mình mua phát nữa cho nó uy tín này trong luận đang nạp thế thôi mình mua anh em có tiền có thể mua nhiều mua nhiều được chưa Đấy, mua nhiều nhiều cũng được bây <laughs> giờ mình đi cờ làm hai phát thôi cứ để ở bnb làm phí ga chơi những quả kẹo ngon được chưa rồi Mọi người chờ tầm mấy giây ấy, thì anh em lại ấn vực tích để thoát ra chờ mấy giây cho nó gọi là gửi uh, gọi là cái phần thưởng cần nam ai đó ấy tích vào đây để ra phần ví này rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em gọi là sắp copy con trách nha bây giờ các bạn ấn vào phần ví cho mình thì năm anh em không xem hết video cứ bảo là mình hướng dẫn không sao chép con trách được có xem hết video nào mà biết sao chép được bây giờ rồi các bạn ấn vào smart trên cho mình đó ạ thì nó ra cái phí đã gửi đây thì bạn kích thẳng vào cái đã gửi này kích thẳng vào đây cho mình để lấy con trích chứ không phải lấy con trích của mô tả để cho nó lằng ngoằng đi chưa di thẳng vào đây cho mình nó di thẳng vào người, người gửi cho mình nó thể hiện lên vậy y hại hiện lên vậy nó ấn chép cho mình ok thế vừa thế thôi rồi bạn thoát ra cho mình thoát ra lần nữa cho mình rồi ấn vào phần cái này này để tìm kiếm nè bây giờ kéo cái con này xuống cho nó gì cản mắt quá rồi bạn dán vào ok chưa thế hiện con trách lên luôn này này mon uh, mon trên uh, mcf này gắn lên cho mình được chưa đó gắn lên rồi bạn quay xuống này bạn này loạn lại cho nó loạn này rồi bạn vuốt một phát lên à, một cái rồi các bạn có thể thấy đây đấy mình kỹ quả nhà đó thì mình được 2 triệu rồi đấy chưa mình vẫn anh làm hai phát thì được 2 triệu đấy chưa mỗi một phát là được một triệu đó mcm rồi các bạn có thể là sao chép lấy cái địa chỉ ví này các bạn làm như cái bước đầu vừa nãy mình nói đấy dán vào cái bếp 20 mươi rồi lấy cái đường link đấy đi tuyển bạn bè nó ok chứ được chưa thì anh em cũng mất mấy nghìn thôi tội gì anh em không làm được chưa những quả này thì nó thật là mình không làm nữa nếu mà mình không những cái thảo loại kèo như vậy nếu mình không làm nữa thì nó thật là thật sự đáng tiếc luôn chưa thôi bây giờ chào tất cả mọi người nha hẹn mọi người ở video tiếp theo mình lại làm thêm một quả video nữa cho anh em rực rỡ luôn